Hi there, welcome to Learn Vietnamese for Stories, and today let's begin with stories at work, nơi làm việc. Today there will be three stories in total, and let's begin with the first one. Chuyện một, sếp. Sếp means boss, right? Nhân viên is the employee. Nhân viên. Khó tính. It means to be hard, with someone who is very strict and not so sociable, not so approachable. Thời gian is time, combined with other words to make an expression like thời gian để thở. Time to breathe, time to do something. Có lẽ is perhaps. Than phiền is to complain. Điều chỉnh, adjust. So, sếp. Nhân viên, khó tính, thời gian, có lẽ, than phiền, and điều chỉnh. Okay, so I will tell you the story. Sếp. Sếp nổi tiếng khó tính. Một hôm, một người bạn nói với ông. Tôi nghe nói dạo này nhân viên của anh không có thời gian để thở nữa. Ai cũng than phiền ấy. Sếp nói, thật à? Có lẽ tôi cần điều chỉnh lại một chút. Người bạn nói, đúng vậy. Ông sếp nói, vâng, tôi cần phải điều chỉnh lại công việc nhiều hơn. Vì họ có thời gian để than phiền cơ mà. Okay, I will tell you the story again. Sếp. Sếp nổi tiếng khó tính. Một hôm, một người bạn nói với ông. Tôi nghe nói dạo này nhân viên của anh không có thời gian để thở nữa. Ai cũng than phiền ấy. Sếp nói, thật à? Có lẽ tôi cần điều chỉnh lại một chút. Người bạn nói, đúng vậy. Ông sếp nói, vâng, tôi cần phải điều chỉnh lại công việc nhiều hơn. Vì họ có thời gian để than phiền cơ mà. So, let's move on to the second story. Quét sơn. Vocabulary. Quét sơn đường is to paint the road. Where the word sơn means to paint or to paint. It can be both verb and noun. Quét sơn is to paint it. Right? Đường that means the road. So we have the whole phrase, quét sơn đường is to paint the road. Sa thải is when you lay somebody off. Lỗi, fault. Bao xa is the question of how far. Cách is from. After cách, you can put a name of a destination here, like from Hà Nội. Cách Hà Nội, right? Thùng sơn is the paint box. So, yeah. Quét sơn đường, sa thải, lỗi, bao xa, cách, and thùng sơn. So the story goes like this. Quét sơn. Một anh quét sơn trên đường. Sau 3 ngày làm việc, sếp gọi anh vào phòng, hỏi. Ngày thứ nhất, anh làm việc rất tốt, được 3 km. Ngày thứ hai, chỉ được 2 km. Như vậy vẫn có thể ok. Nhưng ngày thứ ba, anh làm việc thế nào mà chỉ vẽ còn 1 km? Nếu cứ thế này, tôi sẽ sa thải anh. Anh nói lại, đây không phải là lỗi của tôi. Không phải lỗi của anh, thì lỗi của ai? Ông có biết là ngày thứ ba, tôi cách cái thùng sơn của ngày đầu tiên bao xa không? Okay, I will tell you the story again. Một anh quét sơn trên đường. Sau 3 ngày làm việc, sếp gọi anh vào phòng, hỏi. Ngày thứ nhất, anh làm việc rất tốt, được 3 km. Ngày thứ hai, chỉ được 2 km. Như vậy vẫn có thể ok. Nhưng ngày thứ ba, anh làm việc thế nào mà chỉ vẽ còn 1 km. Nếu cứ thế này, tôi sẽ sa thải anh.
Anh nói lại, đây không phải là lỗi của tôi. Không phải lỗi của anh, lỗi của ai? Ông có biết là ngày thứ ba, tôi cắt cái thùng sơn của ngày đầu tiên bao xa không? So, let's move on to the third one. Ký tên. There are some words that we need to know. Tác giả is the author. Tác giả. Bức tranh is the painting. Ký tên is the sign. And if it is the noun, you know that it means the signature. Phân biệt is the verb that means to distinguish, to tell the difference between one thing and the other. Trên or dưới, so up and down, right? Trên and dưới. Tác giả, bức tranh, ký tên, phân biệt, trên, dưới. This story is very short and it goes like this. Ký tên. Con. Bố ơi, tại sao phía dưới mỗi bức tranh tác giả phải ký tên ạ? Bố. À, để người ta phân biệt đâu là trên, đâu là dưới. Thế mà. Alright, I will say the story again. Ký tên. Con. Bố ơi, tại sao phía dưới mỗi bức tranh tác giả phải ký tên ạ? Bố. À, để người ta phân biệt đâu là trên, đâu là dưới. Thế mà. So, this is the end and until next time.